nhiệm vụ rất là bí mật, rất là bất ngờ dành tặng cho anh Khương Dừa. Ngày hôm qua là sinh nhật của anh Khương Dừa thì chị Thanh không có thể đi được tại bận công việc, và hôm nay bù đắp lại là chị Thanh có một món quà rất là to và bự đây để tặng anh Khương Dừa. Đây là quà sinh nhật của Khương Dừa nha mọi người. Giờ nắm đi. Ủa, ai quay cho anh Khương? Linh Trang. Linh Trang hả? Đây, đây là cộng sự sẽ khiêng thùng đồ sang. Rất là nặng luôn. Nha. Trang sẽ quay từ đây hả? Đây. Em sẽ ra để Trang quay. Kim bút á, kim bút để ba, bút bút để ba. Đây là con gái. Mà mặc dù mình nói tiếng miền Tây, mình có gái nói tiếng miền Bắc. Mình là con gái luôn. Đấy, không. Ủa, xin chào, chào Long ý nghĩa gì vậy? Bỏ điếm hạt hả? Rất là nóng trong người. Nặng hay nặng nên ăn cho mát. Không. Hả? Hình như là có ứng mật anh đi toilet rất là lâu nha. Là sao? Đi toilet lâu đó anh, thì giờ anh lông cho nó mát nè. Ủa vậy hả? Em có giải thích, có thể giải thích cho anh cái món quà này không? Dạ đó, anh biết đâu, đây là quà quê của chị Thanh, của chị Thanh. Quê, chị Thanh. Dạ, nhà chị em. Chị nhà chồng luôn. Cầm này không bị rớt vào mặt này, chết cho lúc mà anh nằm ngửa ra làm hơn. Sao nay quà quà hôm nay quá vậy, quà sinh nhật của mình đặc biệt quá. Quà là Linh Trang ra nhà mọi người thân thì ăn vào, mà nếu không nó sẽ bị mọc hột ở trong ruột đấy. Rồi em muốn anh cho anh chạy.
Dạ thôi em nó. Bi giác vậy sao nổi. Nhưng mà nếu ba muốn để đây thì mình chạy ra sàn. Anh để ngoài sau cái xe á. Anh buộc anh có cái xe dây chằng á. Âm chiều bỏ như bình, hai bịch máy hai bên. Xong rồi đi đường người ta tưởng là Khương Dừa hôm nay đi review cho ngon. Hôm nay sinh nhật của Khương Dừa hay trúng mùa.